Rồi sau đó chúng ta sẽ xử lý một cái bài tiếp tục ở trên cái phần bài tập của chúng ta. Tìm kiếm chuỗi, tạo một cái trang tìm kiếm chuỗi như sau. Bây giờ là vấn đề là mình hướng dẫn người ta mày nhập một cái chuỗi vào đây, rồi sau đó nhập cái từ cần tìm, rồi sau đó mình bấm cái nút tìm kiếm thì mình sẽ thông báo ra. Nếu mà tìm thấy cái từ đó trong cái vị trí số số 7 chẳng hạn thì ngay chỗ này bắt đầu tính từ đây. Và lưu ý cái index trên đây bắt đầu là từ từ 0, 0, 1, 3, 7, tức là ngay chỗ cái chữ chữ T thì bắt đầu từ số 7 này ha. Thì mình sẽ in ra cái vị trí của nó mình tìm thấy ở đây. Vậy thì bây giờ nó đụng tới cái hàm tìm kiếm trong trong chuỗi thì chúng ta sẽ lấy cái gì để chúng ta tìm ha. Rồi cái này thì các bạn nhớ là mình đã được cung cấp một cái hàm nó gọi là trim position, tức là nó gọi là viết tắt của trim boss ha. Cái chữ position là cái vị trí, cái chuỗi trong vị trí. Và các bạn còn nhớ là khi mà nó không tìm thấy thì nó trả về là gì, là false. Còn ngược lại nó tìm thấy là nó trả về cái vị trí mà nó tìm thấy, cái hàm trim position. Thì ở đây người ta hướng dẫn mình sử dụng, tức là sau đó nhấn nút tìm, cái đó là cái hướng dẫn thôi, hướng dẫn sử dụng ha. Cái giao diện cũng được cung cấp nhập. Ở đây chúng ta có hai nhập. Nhập thứ nhất là cái chuỗi, nhập thứ hai là cái thầy. Vậy là chúng ta ở đây có hai cái gì? Hai cái biến để lấy thông tin nhập đi vô. Và chắc chắn là phải có một cái biến vị trí. Thì chúng ta mới xét trên cái vị trí đó cho nên chúng ta in cái câu này ra. Đúng không ạ? Rồi. Không tìm thấy thì cũng chuỗi. Vậy thì mình coi cái thực giải ở trong cái bài người ta hướng dẫn. Đầu tiên là khai báo một cái biến ha, để nhận giá trị về cái hệ chuỗi. Rồi khai báo một cái biến thứ hai để nhận tìm cái giá trị cần tìm. Khai báo một cái biến kết quả và áp dụng quy tắc xử lý để tính kết quả. Tức là chúng ta dựa vào quy tắc này á, tức là dựa vào cái hàm trim position để chúng ta kết xuất cái kết quả này ra. Đúng không ạ? Rồi thầy với tụi con bắt tay vô làm cái bài này ha. Rồi chúng ta mở cái bài tìm từ trong chuỗi ra ha. Thì trên đây chúng ta lại tiếp tục lập trình. Rồi như mọi lần, đây là đầu tiên là cái khai báo biến. Khai báo biến và khởi tạo giá trị cho nó. Đầu tiên là mình khai báo một cái biến chuỗi. Mình có một cái chuỗi. Cái chuỗi này nó được nhận cái giá trị từ một cái thể hiện. Thể hiện đó nó có tên là TT nội dung. Rồi mình để nó vào đây ha. Xong. Rồi ở đây mình có một cái từ cái tìm đó ha, tức là mình có thể khai báo cái giá trị tìm. Giá trị tiền bằng thì ở đây mình cũng cho nó một cái đô la gì, đô la boss ha, đô la boss. Đây là cái TT giá trị tiền. Rồi thì ở đây mình sẽ khai báo một cái biến cái vị trí. Cái vị trí này khi mà nó mình kết hợp với một cái hàm của chuỗi xử lý chuỗi, tức là nó gọi là trim trim boss ha, trim boss. Thì ở đây nó kêu mình truyền cho nó cái chuỗi, truyền cái chúng cái chuỗi và cái chuỗi mình cần tìm, cái chuỗi mình cần tìm tức là cái giá trị tìm. Bây giờ mình mới lý luận ha, mình có một cái nội dung để mình kết xuất ra cái gì, ra cái test box của mình ở đây. Kết xuất cái chuỗi nội dung ra. Ở đây sẽ là kết quả. Bằng gắn cái chuỗi rộng. Ở đây mình lý luận nếu nếu mà cái vị trí này, nếu mà nó trả ra là bằng 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 for. Nếu mà cái vị trí nó bằng bằng for. Thì cái lúc này mình sẽ xuất cái câu lệnh ra là không tìm thấy kết quả bằng.
không. Thì thấy thấy ai à, mình sẽ thấy gắn cái giá trị tiền vào đây à, không tìm thấy cái giá trị tiền trong trong chuỗi. Eo ngược lại tức là mình sẽ xuất ra à, trên cái bèo này xuất ra cái lệnh à, thì cái đô la kết quả của mình à, sẽ bằng tìm thấy à, tìm thấy giá trị tìm tại cái vị trí số. Thì ở đây mình sẽ in ra cái đô la vị trí à, được không ạ? Thì nhắc lại ha, nếu mà cái vị cái hàm trên bôi xanh này nó tìm thấy ha cái giá trị trên cái chuỗi này thì nó trả về là cái vị trí, và cái vị trí đó được tính bắt đầu là không ha. Còn nếu nó không tìm thấy thì nó trả về cái giá trị là false à, trong bếp b của mình không cũng là false ha, null cũng là false. Thành thử ra ở đây mình xét cái kiểu của nó là gì, đúng là false, tức là cùng kiểu và cùng trị luôn. À, nó khác với cái chỗ là gì, chúng ta dùng một cái dấu bằng, bằng này á, có nghĩa là nó bằng trị. Còn cái này phải là bằng kiểu luôn, bằng kiểu luôn, tức là nó là kiểu bool, tức là bool lên đó ha, đúng hoặc là sai. Thì ở đây nó trả ra cho các bạn là sai, là false, false, cái này là false. Thì lúc đó chúng ta không tìm thấy. Rồi bây giờ chúng ta xuất ra ha, xuất cái câu thông báo ra ngay chỗ này, tức là gắn cái thuộc tính và liều b ha. Và chúng ta echo ở đây chính là cái kết quả mà chúng ta muốn à, rồi thì bây giờ chúng ta sẽ giữ lại cái giá trị tìm ở đây thông qua cái thuộc tính value và giữ lại cái giá trị của nó. Đây chúng ta sẽ echo cái đô la giá trị tìm rồi. Ở đây chúng ta sẽ giữ lại cái giá trị của cái chuỗi à, thông qua cái thuộc tính value. Rồi bây giờ chúng ta sẽ test ha các bạn ha. Thì ở đây nó cái câu đầu tiên người ta nhập vô là không thầy đố mày làm nên. Rồi rồi mình sẽ đi kiếm cái từ khóa là chữ gì à, chữ chữ thầy ha. Rồi mình sẽ click vào đây thì nó nói là tìm thấy ha, tìm thấy cái thầy tại vị trí số 7 đúng không ạ? Rồi nhưng mà cái thầy này mình có thể mình thay đổi cái chữ này cũng được, không sao hết ha, nên mình có thể mình cho nó bon ngay chỗ này, tìm thấy thầy ở đây thì chỉ cách cho ngay chỗ này đây. Thì ngay chỗ cái giá trị tìm thấy cái giá trị này thì ở đây chúng ta sẽ bỏ cái b vô, nhét vô đây cho nó in đậm lên, hoặc là xịt xịt b bon lên. Thì tương ở đây cũng vậy, chúng ta sẽ cho nó là cái b ha, cho nó đậm lên, hoặc là chúng ta có thể dùng cái y để chúng ta in nghiêng ha, in nghiêng để nó khác. Nhưng mà trên cái test box này tụi con thấy khi tụi con bỏ cái test box này vô á thì test box này nó không hiểu cái chữ b à, thấy không ạ? À? Nó không hiểu cái chữ b à, trong cái test box nó không hiểu cái thuộc tính này, thì buộc lòng ở đây mình không có thể mình xuất ra đây cái test box này, mà mình có thể mình xuất ra thông qua một cái tắc khác chẳng hạn ở đây trên cái test box này ha. Rồi. Thì ở đây thì cho nó là cái br thì echo thử trên đây luôn, tức là thầy dùng cái tắc b của thầy, thầy in trực tiếp vào trong đây. À, thầy bỏ lộn rồi nha tụi con, xin lỗi. Rồi thầy sẽ bỏ vô cái này nè, loại ở đây mới phải nè, đúng không ạ? À, thầy xuất nó ở đây QR echo, thì ở đây tức là cái thầy muốn echo cái đô la kết quả à, thì in nó ở đây
Đây, tìm thấy thầy tại vị trí số 7. À, cái này nó khác nhau nha. À, trên cái value của nó thì nó không nhận ra cái tab B ha, nó không nhận cái HTML ở chỗ này. Thì lúc đó nó lại tìm thấy. Được không ạ? Lưu ý giùm thầy ha, những cái input á, những cái thẻ input thì chúng ta không thể đưa cái tab B nào đây được. À, nó không thấy thì chúng ta in ra ngoài, chúng ta có thể là dùng qua cái tab div và cái span hoặc là cái label để chúng ta in. Này. Rồi bây giờ thầy sửa lại chỗ này là ví dụ như thầy tìm cái chữ A thì nó nói là không tìm thấy cái A trong chuỗi. Đây, nó sẽ báo không tìm thấy cái A. Thì nhắc lại ha, nhắc lại trong cái bài đây. Ở trên đây mình áp dụng cái bài thuật toán này thì mình dùng một cái hàm của B cung cấp, tức là hàm trim position. À, thì trên cái hàm này nó có hai tham số. Cái tham số thứ nhất là cái chuỗi, tham số hai là giá trị tìm trên cái chuỗi đó. Nếu mà cái hàm này nó tìm thấy thì nó trả về cái vị trí mà xuất hiện trên cái chuỗi đó. Còn nếu nó không tìm thấy, nó trả ra giá trị là false. À, false này tức là cái dạng true false. Và lưu ý ở trong B, nếu mà cái vị trí nó bằng không thì tương đương nó hiểu đó là false. À, không cũng là false mà null cũng là false. Đúng không ạ? Do đó cẩn thận, ở đây mình phải xét tới cái gì, cái kiểu của nó luôn. À, do đó mình mới dùng ba cái từ khóa là bằng bằng bằng, lưu ý hai chỗ này. Đúng không? Và cái thứ hai nữa là khi tụi con thấy thầy chạy lên, nó lại ra ngay chỗ này, không tìm thấy cái chuỗi, không tìm thấy cái chuỗi, đúng không? Này, chứ đâu qua mình người ta có nhập đâu mà không có tìm thấy, đúng không? Rồi, cái phần kiểm tra sau này mình để kiểm tra là yêu cầu cái chuỗi này phải nhập, cái giá trị phải tìm phải nhập, đúng không ạ? Và lúc đó khi người ta bấm vào cái nút này thì mình mới thực hiện cái việc đó, đúng không? Đó là cái bài này. Bây giờ cái phần kiểm tra của nó, phần kiểm tra của nó thì chỉ cho cách kiểm tra cho đây, và chúng ta dùng cái hàm iset rồi kết hợp với cái hàm empty để chúng ta kiểm tra cái giá trị ở trên đó. Nếu chúng ta dùng cái hàm iset, iset là kiểm tra cái đối tượng đó có tồn tại hay không. Rồi đô la bot đầu tiên là mình kiểm tra coi có phải là người ta bấm vào cái nút lệnh của mình hay không, cái nút lệnh đó có giá trị hay không. Nó là cái này nè, đây coi có phải người ta bấm cái này hay không, bấm cái nút này hay không. Ok, nếu người ta bấm thì ok, mà bắt đầu mình mới làm. À, mình làm nguyên cái khối này vào trong cái ở đây. Rồi các bạn chọn hết cái khối này, các bạn tab vô giùm thầy một cái, đúng không ạ? Rồi bây giờ thầy chạy lên trước nha, rồi chạy lại cái này, thầy chạy trở lại đây. Rồi tụi con thấy mất không, khi nào mà người ta bấm vô đây nè thì lúc đó mình minh kết quả ra, thì lúc đó mình dùng một cái hàm iset, iset là để kiểm tra cái giá trị nhập của cái nút tính này nè, cái thằng này nè, nó có cái tồn tại trên cái trang của mình hay không. Đúng không? Mình kiểm tra nó, khi người ta nhấn vô cái này thì bắt đầu mình mới đem về mình bót hai cái này vô. Vậy thì hai cái này khi nào mình làm, mình kiểm tra nó, khi mà thằng này và thằng này nó khác rỗng thì ok mình mới làm. Đúng không? Thì ở đây mình sẽ kiểm tra nó. Nếu thì các bạn biết cái hàm nó là hàm gì, empty đúng không ạ? Thì trên empty này tôi giờ tôi kiểm tra cái chuỗi, tôi coi cái chuỗi nó có empty hay không. Cái này đó, mà empty này á, tức là tôi viết về tức là nó bằng bằng true, tức là nó đang là rỗng, đúng không ạ? Vậy thì giờ tôi muốn thực hiện nó là thằng này không rỗng và điều kiện chặt chẽ not empty của ai, của cái giá trị tìm, tức là hai cái này tôi phải có, hai cái này tôi phải có. Thì lúc đó tôi mới làm đây, thì lúc này tôi đẩy vô thêm một lần nữa, tôi đẩy cái này vô.
tức là L ngược lại. Ngược lại thì sao ạ? À, ngược lại thì tôi có thể echo ra ha. À, tạm thời bây giờ trong cái bài này chúng ta echo ra, tức là cái dữ liệu nhập không hợp lệ, đúng không ạ? Rồi bây giờ thầy mới chạy lên chạy test thử, thầy bấm vô cái nút tìm kiếm ha, thì nó báo là dữ liệu nhập không hợp lệ. Rồi thầy nhập lại cái câu không thầy đố mày làm nên, rồi thầy bấm vô đây cho nó báo là không hợp lệ, đúng không ạ? Rồi thầy yêu cầu là có làm cái chữ là làm chẳng hạn, kiếm cái chữ làm. Rồi thì nó nói là tìm thấy ha, làm tại vị trí số 25 và tìm được này, đúng không ạ? Tức là đầu tiên mình bắt nhẹ nhẹ, mình kết hợp với những cái hàm ha, y nhất là hàm y set là kiểm tra cái đối tượng đó có tồn tại hay không, cái thứ hai là hàm empty tức là kiểm tra cái dữ liệu có hay không, à, cái này có hay không, đúng không ạ? Kiểm tra nó, đúng không ạ? Thì ở đây thầy đang giải ba bài, nhưng thầy sẽ ngưng lại, thầy quay những cái bài này ở cái video video sau. Thì giống như mọi lần thì trong thời gian tụi con làm ba bài tập đầu tiên, có cái gì thắc mắc thì tụi con có thể gửi mail về cho thầy trong cái phần bài tập ha. Rồi, chúc tụi con làm bài thành công ha.